Bản gợi Hoàng Anh Tiến xin kính chào toàn thể quý khách ạ. Thì sáng ngày hôm nay thì em Hồng sẽ tiến hành quay một video để gửi tới quý anh chị này đang theo dõi kênh YouTube này, Facebook Cầu Sông Tàu cũng như Zalo Tiến Hoàng Anh ở bên em nhé. Đấy là hàng 2 tấm một chiếu bằng gỗ cẩm hồng. Đây. Trong quá trình là các bác thợ đang quét lót. Hàng mới được đánh giáp nhẵn nhụ và quét lót thôi đấy ạ. Quý khách hàng có thể thấy nhá, hàng quét lót đến đâu ở vân nó nổi lên cuồn cuộn luôn này. Hàng 2 tấm một chiếu của cẩm hồng. Thì em sẽ quay sát lại này, đây là đầu cạnh này. Quý anh chị có thể nhìn thấy nhá, hàng không ôm tim ôm tâm này, đã được dọc khuôn hết giáp rồi. Trông rất là lục nạp luôn này. Thì bộ chiếu ngựa này bên em đang trong quá trình hoàn thiện cho anh khách hàng thân yêu ở Thanh Hóa thôi. Đấy, thì bộ chiếu này có kích thước như sau: dài 3m40 và chiều rộng là 2m56, độ dày chính xác là 20cm. Thì em cũng xin giới thiệu thêm một chút là hiện tại ở bên cơ sở có đang sản xuất tất cả các loại gỗ như này, lim này, cẩm hồng, cẩm lai này, hương này, có đầy đủ tất cả các kích cỡ cho quý khách hàng nhé. Là quý khách hàng cứ nhanh tay liên hệ đến gỗ Hoàng Anh Tiến sẽ đáp ứng tất cả các kiểu cái kích thước cho quý khách nhé. Hàng một tấm này, chiếu đôi này, là hàng nguyên khối hết. Đang trong quá trình quét lót này. Hiện nay trên thị trường cái dòng cẩm hồng này khách hàng tiêu dùng rất là chuộng. Thứ nhất là vân của nó rất là nhiều, vân xoắn sóng nước này, vân rất là đều khắp bề mặt. Thứ hai là màu gỗ của nó rất là sáng và lượng gỗ của nó rất là nặng. Và giá thành thì rất là hợp lý cho quý khách hàng tiêu dùng nhé. Hàng bên công ty Hoàng Anh Tiến đang cập bến rất là nhiều, đang xẻ cây rất là khủng long rồi. Đấy là quý khách hàng, những ai có nhu cầu chiếu phản thì cứ nhanh tay liên hệ đến gỗ Hoàng Anh Tiến theo các số điện thoại sau: 0931 392 777 hoặc 0977 999 000. Hoặc quý khách hàng có thể đến tại cơ sở của chúng em theo hai địa chỉ sau: cơ sở 1, thôn Nhị Hà, xã Hoàng Cát, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa; cơ sở 2, đường Tránh, thành phố Cầu Sông Tàu, thành phố Thanh Hóa. Bản ngựa Hoàng Anh Tiến xin chân thành cảm ơn.